Ngọc Lục xin mến chào tất cả các anh chị em. Hôm nay là thứ sáu, 9 tháng 8 2019, mình lại có dịp gặp nhau trên cái diễn đàn livestream này. Thời gian hiện tại là 2 giờ rưỡi trưa giờ Sydney, Úc Châu. Giờ Việt Nam thì là 3 tiếng trước đó, chắc khoảng 12 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi trưa ha, một sorry 11 giờ rưỡi trưa, 11 giờ rưỡi sáng chứ, xin lỗi. Anh chị em cùng thưởng thức với Ngọc Lục bài ca Xin đời một nụ cười nhé. Dạ chào Nguyên Nguyên, Hải Tôn Nguyễn và An Bình. Anh chị em nghe được phải không ạ? Chào James Nguyễn. Tôi bước đi. Chào Duy Lê và Quốc Bảo. Ôi Sài Gòn. Tiếng ca Khánh Ly. Đợi thời cuối cùng. Oh, hello Phụng Phoenix. Chào anh Tèo Nguyễn Sydney Đồng Hương. Thương xa cửa khép cuộc đời. Chào anh Nguyễn con Dũng. Tàu ngơ ngác. Chào Quyên Nguyên. Chào Mary Phạm. Trong gai tâm tôi như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Chào Phan Đình Thống và Trần Sang. Xin đời một nụ cười, nhạc phẩm của Nguyên Hoàng Quang Sư Điện dùng video. Và chút xíu nữa mà Ngọc Lục có giờ Ngọc Lục mới mời. Hôm nay Ngọc Lục cũng không có đủ nhiều giờ, anh chị em xin lỗi. Thúy Vi Lê chào và chào Trang Nguyễn. Chào Trang Hoàng. Từ gió ơi, từ gió. Đang thả tim cho chị, cảm ơn em, chị thấy rồi, mặt em dễ thương quá. Em đổi bằng chân sáng vì hai chữ từ gió ta mang đời lưu vân. Chào Châu Thứ Minh, Du Vương, Mia Toro. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã bấm like, bấm tim đủ thứ hết. Chào Helen Hammer. Chào Gia Đạt. Gia Đạt, Gia Đạt Trần hay Gia Đạt Nguyễn quên rồi. Tôi bước đi vì không. Chào Dân Việt. Tôi đồ, vì tôi. Chào Xuân Việt, Việt Phan và anh Việt Nguyễn ở Na Uy. Chào Ly Vu. Chào Trần Sang ở đâu hả? Chút xíu nữa nói. Chào Tào Lê và Trịnh Nguyễn, Tịnh Nguyễn. Hello Hoàng Đạt. Cảm ơn Phụng Phoenix nha, vẫn còn chờ thả tim nhiều quá. Chào em trai Nhật Thăng Dương và Nguyên Nguyên, hình như chào rồi. Rồi, cảm ơn anh Tèo Nguyễn luôn, cảm ơn Phụng Phoenix Nguyễn. Để Ngọc Lục chỉnh màn hình lại chút xíu coi. Chào chị gái và các anh chị em yêu dân chủ, cảm ơn chị Helen Hammer. Không sao đâu, Helen cứ kêu tên mình được rồi. Hình như là Helen cũng có con lớn hơn mình, nhưng mà mình không biết. Hello từ Đức Minh và xin lỗi Nguyễn Minh Tuấn, tên của bạn nào nữa qua mất rồi. Hello Đồng Hương, Gabriel Quốc Trung và Hoàng Đạt. Hello Hoàng, Quang Lãnh Lê và Jeffrey Nam Nguyễn. Chào Jay Hon Nguyễn và Đào Dũng. Anh chào em.
ai thúc xích ly. Cảm ơn Gabriel Quốc Trung thúc xích ly, chào Thiện Trương. Dạ cảm ơn Nguyễn Nguyễn, chúc Ngọc Lục vui vẻ bình an hả? Ok, cảm ơn, chào, hello em gái Nguyễn Tâm và An Bình, Hoa Họ, chào tất cả các anh chị em và chào Thúy Liên Lê. Để Ngọc Lục tắt bài nhạc này cái đã, anh chị em mình tiếp tục nha. Mến chào tất cả các anh chị em, hôm nay xin lỗi vẫn chưa có tắt. Dạ mến chào tất cả các anh chị em đã vào diễn đàn của Ngọc Lục sáng trưa ngày thứ sáu 9 tháng 8 2019, và giờ Sydney là 2:35 chiều đó anh chị em ha. Chắc có lẽ Ngọc Lục chỉ có nửa tiếng thời gian chia sẻ thôi. Chào Quốc Cường và Thiên An Văn vừa vào kỳ diễn đàn, thì Ngọc Lục có nửa tiếng chia sẻ thôi để Ngọc Lục còn đi rước con. Và chiều tối đêm nay anh chị em nào ở Sydney đó có đi đi dự cái tiệc gây quỹ của cộng đồng liên bang để mà xây cái diện bảo tàng cho đồng bào Sydney hay không? Nếu có thì mình sẽ gặp nhau ở đó, ở Crystal Palace, 7 giờ tối chiều nay. Anh chị em có thể lên Facebook của Ngọc Lục để mà coi cái poster nha. Còn như Ngọc Lục vừa hết bệnh rồi anh chị em, cho nên mình mới lấy lại sức để mà mình còn tiếp tục gửi cái tiếng nói về cho đồng bào trong nước, cũng như là đồng hành với tất cả các anh chị em khác làm livestream, chuyển tải những cái tin tức, những cái sự văn minh của thế giới về cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đề tài hôm nay Ngọc Lục nói ngắn gọn là tại sao chúng ta không lên tiếng trước khi trở thành dân oan. Như gần đây thì mình thấy tin tức về cô ca sĩ Lưu Nguyệt Ánh á. Cô ta là đảng viên, và cô ta là ca sĩ của đảng viên, toàn hát những bài ca của cách mạng. Rồi gia đình của cô ta là ba đời là đảng viên nha anh chị em, nhưng mà ngày hôm nay thì cô ta cũng bị trắng tay như mọi người, bao nhiêu người dân ăn khác. Như vậy thì người dân trong nước đó, không phải họ không có phương tiện để mà lên Facebook, hay là họ không có biết sử dụng cái mạng truyền thông Facebook hoặc là livestream. Họ phải đợi tới đến khi nào họ mất đất, mất nhà, mất cửa, mất trắng tay, không còn gì để hết, thì họ mới lôi cái máy ra mà họ livestream để cho chúng ta biết là họ đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam cướp bóc. Có phải quá trễ không anh chị em? Nó đã quá trễ rồi. Nhưng mà cái đó là cái chuyện... cái chuyện mình kêu là chuyện quá nhỏ, còn ở trong cái lãnh vực của trong gia đình của mình, có nghĩa là mình chỉ mất đất thôi. Chuyện lớn hơn mà mình lo ngày hôm nay đó là toàn dân Việt Nam các bạn đang sắp phải mất nước, chứ không phải là mất nhà mất cửa nữa, nếu mà các bạn còn im lặng, nếu mà các bạn còn không lên tiếng, nếu mà các bạn còn không chịu đấu tranh cho cái chủ quyền đất nước của các bạn, và các bạn còn không chịu đấu tranh cho cái quê hương, cái dân tộc, vận mệnh chung của các bạn, thì một ngày đó các bạn không phải chỉ có mất căn nhà của mình đang ở mà thôi, các bạn sẽ mất tất cả, mất quê hương, mất dân tộc, và mất luôn cái mảnh đất nơi mà các bạn sinh ra, lớn lên và đang sinh sống. Các bạn phải sống một cuộc đời lưu vong, một cuộc đời lưu vong ngay trên quê hương đất mẹ Việt Nam của các bạn. Ở đây nói chung hết cho tất cả những dư luận viên, hay là bò đỏ, hay là những người còn đang im tiếng, còn đang thờ ơ, còn đang ngại ngùng, chưa muốn nói, hoặc là còn đang suy nghĩ có nên nói hay không, hoặc là còn lo cái tù của Cộng sản Việt Nam nó quá hải hùng, khiếp sợ. Đúng như vậy, tù của Cộng sản Việt Nam nó không bao giờ mà nó là một cái nơi mà người dân chúng ta muốn bước vào đó. Nhưng mà chúng ta không phải tranh đấu để chúng ta vào tù. Chúng ta tranh đấu để cho một đất nước Việt Nam tươi sáng hơn, một cái xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn, một cái con người Việt Nam văn minh, văn bản và có lòng nhân đạo, biết thương người, có cái tình nhân loại. Anh chị em đừng nói như nước đổ lá môn, tâm huỳnh. Dạ, Ngọc Lục không hiểu cái ý bạn nói lắm, là bạn nói là nói với dân người dân trong nước là như nước đổ lá môn hả? Thì đó, như cái những cái cảnh mà mình đã thấy vừa qua ở trên Facebook đó, là khi mà chuyện bất hạnh xảy ra đến với các bạn thì các bạn mới chịu mở miệng lên tiếng. Nó như là một cái con Peppy, không hiểu là con gì, con ốc hả? Không phải, xin lỗi, không phải con ốc. Con hến, dạ xin hỏi, như là một con hến
Chúng ta bỏ vô một cái nồi nước sôi, nước còn đang lạnh á, thì con hến nó còn khép miệng. Đến khi mà nước mà nó sôi ùn ụt lên á, thì lúc đó con hến nó mới chịu mở miệng lên đó, ra đó anh chị em. Nhưng mà khi mà nó mở miệng ra rồi làm sao? Thì nó đã quá trễ rồi, lúc đó nó đã chín rồi, nó đã chết rồi, thì người ta chỉ còn bỏ vô miệng ăn mà thôi. Nếu như mình không nhìn, mình không muốn nhìn thấy những cái tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra đó, thì mình phải làm sao? Mình phải tìm hiểu, mình phải suy nghĩ tích cực hơn, mình phải kết nối, mình phải liên lạc với những người thân của mình, bạn bè của mình, những người nào có thể thay đổi được, hiểu được cái tình trạng đất nước, để mà cùng nhau tranh đấu lại cái tà quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Đó là nếu mà các bạn cứ đợi cho đảng và nhà nước lo, là họ sẽ không bao giờ lo cho một người dân nào trong cái đất nước Việt Nam cả. Cho nên á, chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều trường hợp. Năm ngoái thì có một một chị ở bên Hoa Kỳ, ở bên Mỹ đó, thì chị ta cũng rất là ấm ức, oan ức quá mà, tại vì con trai của chị ta đã chết ngay trong cái bệnh viện Chợ Rẫy 3 tháng trước khi mà em sắp được visa đi sang Mỹ đoàn tụ với mẹ. Vì một cái bệnh không ra đâu hết, nhưng mà khi vào đến bệnh viện Chợ Rẫy đó thì bác sĩ là chẩn đoán này qua chẩn đoán nọ, cuối cùng đưa em lên bàn mổ và em cũng phải vĩnh viễn ra đi để không còn gặp được mẹ nữa và không còn có cơ hội bước chân đến bến bờ tự do ở đất nước Hoa Kỳ nữa. Đến lúc đó rồi thì người mẹ mới tức tưởi lên tiếng phản kháng, lên tiếng nói về cái sự không có nền y tế ở Việt Nam nó quá tệ, và bệnh viện Chợ Rẫy Việt Nam chỉ biết tiền bạc, bác sĩ thì không có tiền là không có cứu, mỗi một tiêm thuốc chích là phải có tiền ra trước, mà cô ta là một người rất là nhiều tiền bạc, mình vô cùng mà thương xót cho cái sự ra đi của những người con đó. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng đang muốn khuyến khích những người mà chưa bị mất gì hết đó anh chị em, chúng ta còn là một người bàng quang đó, thì chúng ta nên có một cái suy nghĩ gì đó để tranh đấu giùm, hay là nối thay, hay là nối giúp, hoặc là đồng hành với những người khác. Thì như vậy mai ra thì chúng ta mới xây dựng được một những cái con người tốt đẹp hơn, và cái xã hội này sẽ tốt đẹp hơn. Chứ còn như chúng ta chưa bị hại, chưa là nạn nhân, thì chúng ta chưa có lên tiếng. Đến khi là nạn nhân thì chúng ta mới là lên tiếng. Nhưng mà các anh chị em thấy không, anh Tân Thái anh tìm ra cái chuyện này cũng hay lắm, là bạn bè trong friends list của cô ca sĩ mà Lương Nguyệt Ánh đó, không một ai chia sẻ cái livestream video clip của cô ta tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về cái chuyện cướp đất của cô ta, cướp đất cái mảnh đất đó là đã ba đời từ năm 1954. Ông cha ta, ông ba hay là ông nội cô gì đó đã gầy dựng từ cái thời mà ông Hồ Chí Minh kêu ông ta đi đến khai thác gần núi gì đó để được mảnh đất đó. Và ngày hôm nay khi mà họ thấy là tốt quá thì họ có thể vào để mà cưỡng chế cướp đoạt một cách vô tư, vô tội vạ. Đó là bởi vì một đất nước mà không có pháp quyền đó, các bạn có đi thư kiện đến nơi đâu thì cũng sẽ không có bao giờ có người nghe hay là xử cái đơn thư kiện của các bạn cho nó một cái cho nó được quang minh và chính đáng. Do đó thay vì thư kiện, thay vì kêu oan, sao không âm thầm kết nối để mà giải thể cái Đảng Cộng sản Việt Nam này. Có như vậy thì đất nước Việt Nam của chúng ta mới cứu được anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy tàu của Trung Quốc đã vào tập trận ở ngay trên lãnh hải bãi tư chính của lãnh hải Việt Nam, nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã không hề tỏ ra một cái hành động gì mà phản kháng lại,
một mình nói là một cái hành động cục à, một hành động cụ thể nha, phản kháng lại, chống đối lại cái sự xâm chiếm đó. À, các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không hề có một sự lên tiếng nào trực tiếp trên TV, trên đài phát thanh, trên truyền hình cho người dân thấy cái sự phản kháng của hoặc là những cái quyết tâm hay là những cái phương án giải pháp nào mà họ có để mà chống lại cái sự xâm lăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ chỉ lếu láo viết vài câu đưa những người cô Lê Thị Thu Hằng lên phát biểu vài câu cho nó qua chuyện quan ngại, rồi hết ngại quan rồi lại quan ngại, xong rồi lại là phản đối rồi đối phản vân vân và vân vân. Cho nên chuẩn chúng ta thay để giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, dân Việt Nam mới phát triển được. Và đó là từ lúc đầu thì Ngọc Lục đã có rọt rành rọt cái hướng đi của mình, nó là như vậy rồi anh chị em, chứ không chỉ là đả đảo hay là China cái đâu ở Việt Nam đả đảo Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải đất nước Việt Nam. Chúng ta không những ngừng ở nơi đó mà chúng ta còn phải tiêu diệt đi cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó là một cái đảng phái tay sai của giặc phương Bắc. Nếu ngày nào mà tay sai của giặc phương Bắc còn ngự trị trên cái quê hương Việt Nam, còn nắm quyền, còn làm lãnh đạo của đất nước Việt Nam, thì mãi mãi dân tộc Việt Nam sẽ chịu cúi lòn, sẽ chịu nô lệ, sẽ chịu sự đàn áp vĩnh viễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Quan ngại gửi lại ngại vua hả? Dạ, đã cảm ơn anh David Trần. Ngọc Lục cố gắng chia sẻ ngắn gọn thôi anh chị em ha. Còn như anh chị em có muốn lên chia sẻ nhưng mà cố gắng dắn tắt giùm cho Ngọc Lục, có nghĩa là khoảng 5 phút thôi, thì Ngọc Lục muốn kết thúc trong vòng 10-15 phút gì đó, khoảng 3 giờ trưa bên đây thì là 12 giờ trưa ở Việt Nam đó, anh chị em thông cảm nha. Vừa rồi Ngọc Lục thấy có một bạn muốn lên video để Ngọc Lục coi các bạn đó còn ở đây không. Còn như còn, không còn thì Ngọc Lục sẽ chia sẻ thêm 5 phút nữa. Rồi Ngọc Lục sẽ xin mến chào tất cả các anh chị em. Để Ngọc Lục chắc chút xíu, nếu không Ngọc Lục sẽ trở lại cái dòng tâm sự của mình. Hình như là đi rồi. Dạ, rồi, người bạn đó hình như là đi ra diễn đàn rồi anh chị em ơi. Không sao. Ngọc Lục sẽ trở lại cái phần chia sẻ của mình là ngày hôm nay Ngọc Lục muốn gửi cái thông điệp này đến với tất cả những người dân mà chưa bị mất nhà, mất đất, chưa phải là dân quan, những thành phần ca sĩ, kịch sĩ, nghệ sĩ, những người đang có rất là nhiều tài sản, những người đang có tiếng nói, có sức ảnh hưởng đến bao nhiêu triệu người khác. Hãy nên lên tiếng. Hãy nên giúp lại những người hâm mộ của quý anh chị. Những người hâm mộ quý anh chị toàn là những người sinh viên trẻ, còn non người trẻ dại, suốt ngày chỉ biết đi coi những cái show game, những cái show giễu cợt của anh chị làm ra để mà cười cho qua ngày đoạn tháng. Anh chị đã kiếm đủ rồi những cái đồng tiền trên mấy em sinh viên, nữ sinh, nam sinh hay là những người dân nghèo với những cái live show. Anh chị đã có quá nhiều, quá đủ hơn là những gì anh chị cần. Ngày hôm nay anh chị phải biết cái chuyện đó, và anh chị phải biết là đất nước của anh chị đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam bán cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh chị phải tiếp tay, kết nối, đồng hành với người dân nghèo ở trong nước để mà đứng lên, để mà tranh đấu lại cho cái sự độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự cho tất cả người dân trên đất nước Việt Nam, chứ không phải là những cái đồng tiền mà anh chị thâu được sau những cái show diễn đó. Nói đến đây thì Ngọc Lục phải nói xa hơn nữa là những người ca sĩ, nghệ sĩ, danh hài đã và đang từ ở hải ngoại bay về Việt Nam kiếm những đồng tiền trên xương máu của người dân trong nước với những cái live show 5 triệu, 6 triệu đồng một suất diễn. Quý vị có hiểu hay không?
5 triệu đồng, 60 đồng một suất diễn, nó là tương đương với một hoặc hai tháng lương của những người dân nghèo. Anh chị ở đây, anh chị đâu có thiếu thốn gì đâu đúng không? Nhưng mà vẫn thích bay về Việt Nam để mà được nổi tiếng hơn. Đó là tại vì trong nước, người trong nước thì dân số nghe được tiếng Việt, hiểu được tiếng Việt và thích đi coi live show của những người hải ngoại thì nó phải là đông hơn những người sống ở ở bên nước ngoài như tụi chúng tôi. Những cái cuộc những cái buổi mà trình diễn ở bên nước ngoài đó anh chị em, cái vé mà mình kêu là VIP đó, có nghĩa là hạng nhất đó, trên cái hạng nhất VIP đó thì cũng chỉ khoảng 150 đô mà thôi. 150 đô, nó đâu có tương đương tới 5-6 triệu ở Việt Nam đâu anh chị em, nhưng mà đồng bào trong nước Việt Nam vẫn bỏ ra 5-6 triệu để mà đi coi những cái show diễn đó. Mình cảm thấy họ kiếm những cái đồng tiền thật là không có nên. Mình không còn lời gì để nói, tại vì họ đã trốn chạy qua những đất nước tự do để mà tìm tự do cho bản thân họ đúng không? Nhưng mà sau khi có tự do rồi thì họ lại chạy về để tìm một cái sự mình kêu là cái gì không biết nữa, để tìm về để mà làm ăn với Đảng Cộng sản Việt Nam. Những lần về như vậy họ phải đút lót rất là nhiều, họ phải trả chi phí rất là nhiều cho những cái việc mà mướn ở nơi hát và xin phép. Thấy có xấu hổ không? Cho nên Ngọc Lục muốn nói với những tất cả các giới ca sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ, văn sĩ, tất cả đều mang những chữ sĩ, luôn cả những người trí thức, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, bây giờ qua luôn sư chứ không là sĩ. Chúng ta hãy nhìn Hồng Kông, chúng ta hãy nhìn Hồng Kông để mà rút ra một cái kinh nghiệm. Đó là người Hồng Kông, dân Hồng Kông, giới trẻ Hồng Kông vì sao họ có một cái sự phản kháng mãnh liệt như vậy, là họ được những người giới trí thức đã lót đường đi trước cho họ, dẫn dắt họ. Do đó họ là những người đi sau lên tiếng, coi như là sống sau dồn sống trước ha anh chị em. Dạ xin lỗi Ngọc Lục, coi giờ coi mình có bị quá giờ hay không đó, còn 5 phút nữa thì trước khi mà có những cái cuộc biểu tình rầm rộ lớn như vậy ở Hồng Kông, đó là 3.000 luật sư, giới trí thức đã đi diễu hành từ tòa án cho đến quốc hội, đã gây lên một tiếng vang cho cả hòn đảo Hồng Kông và thế giới. Sau đó thì mới có những cuộc biểu tình nổi lên rầm rộ trên cái hòn đảo Hồng Kông. Và tiếp tục là những đấng cha mẹ, phụ huynh, cô dì chú bác, ông cụ bà cụ đều tiếp tay nâng đỡ, khuyến khích cũng như là ủng hộ tinh thần cho các em xuống đường mạnh mẽ hơn mà không có chùn bước. Còn cha mẹ Việt Nam thì như thế nào? Cha mẹ Việt Nam, chúng ta thương con vô bờ bến. Chúng ta muốn bảo vệ cho con của chúng ta có một cái đời sống khá an bình, một cái đời sống khá an bình mà không bị dính líu gì đến công an hay là những cái lần mời gọi của bất cứ một nơi nào. Kim Thành hả? Kim Thành wants to be in your video hả? Dạ xin chào cô Bảo Khánh và chị Sao Quỳnh. Kim Thành. Dạ, ok, để Ngọc Lục mời bạn Kim Thành. Ngọc Lục không biết bạn Kim Thành là ai ha. Kim Thành ở đâu vậy? Có thể nào viết cái comment cho mình biết được không? Bạn đang ở trong nước hay là ngoài nước, hay là ở tiểu bang nào, hay là ở quốc gia nào vậy? Cho nên mong rằng tất cả các phụ huynh, cô dì chú bác ở Việt Nam đó, chúng ta có thương con cháu của chúng ta thì chúng ta cũng phải ủng hộ tinh thần của các em và khuyến khích các em đi đúng đường, đúng hướng. Không nên để cho các em bị Đảng Cộng sản Việt Nam nhồi sọ tuyệt đối như vậy. Không nên gửi con mình vô cái bàn tay của một đảng cướp để cho họ muốn nhồi, muốn nhét những thứ dơ bẩn gì vô đó thì cũng được. Đừng bao giờ ngăn cản cái bước chân tự do của các em. Hãy khuyến khích,
nâng đỡ tinh thần và ủng hộ hết mình để cho các em ra đi mà không có gì bận biểu dướng díu là cha mẹ để lại ai lo, hoặc là tôi lên tiếng rồi vợ con của tôi ở nhà ai nuôi. Bậc làm vợ hay làm chồng chúng ta cũng phải ủng hộ nhau về mọi mặt, về mọi phía cho cái công cuộc đấu tranh này anh chị em. Nếu như mà chúng ta không được có sự ủng hộ về tinh thần của những người thân, những người bên cạnh của chúng ta đó, thì tinh thần của chúng ta nó rất là dễ suy sụp, mà chúng ta không có thể nào mà mạnh mẽ mà tiếp tục lâu dài được. Nó ảnh hưởng vô cùng ha anh chị em. Ok, để Ngọc Lục mời cái bạn vừa rồi vừa nói xong, Ngọc Lục sẽ xin chào anh Dư Tử Bảo vừa vào nha. Trung Anh Thái, ok, cái bạn gì đó Kim Thành nè, Ngọc Lục đang mời nè. Ngọc Lục đang mời anh Kim Thành. Gần xin đi là gần 3 giờ chiều rồi ạ. Dạ, anh Andy nói đúng, người Việt Nam rất sợ nói về chính trị, cho nên cha mẹ Việt Nam đã ngăn cản những đứa con mình lên đấu tranh. Hello, anh Thư Nguyễn, lâu rồi mới gặp. Xin lỗi Kim Thành ơi, là nó cứ nói là kết nối hoài mà không có kết nối được. Có nghĩa là không có mời được á, không có mời lên được. Bạn có thấy cái chữ mời của mình hay không? Nếu không á, thì... mến chào cả nhà, anh Tự Bảo mến chào cả nhà và Lưu Lê Phạm. Nó vẫn để chữ là kết nối, chắc có lẽ là không có được rồi. Tại thường thường Ngọc Lục mời mà nếu mà được đó là nó lên liền à. Ok, như vậy đi anh chị em ha. Thì tóm tắt lại cái chủ đề ngày hôm nay đó là chúng ta đừng để đến ngày chúng ta trở thành dân quan rồi mới lên tiếng. Hãy lên tiếng trong lúc rồi, và cái kết nối no answer rồi nha. Xin lỗi no answer Phong Kim Thành. Chúng ta hãy lên tiếng trong lúc mà tinh thần của chúng ta còn minh mẫn, trong lúc mà đầu óc của chúng ta còn sáng suốt, để mà cùng đồng hành, cùng tranh đấu với những anh chị em khác. Đừng đợi chờ đến một ngày Đảng Cộng sản Việt Nam đến gõ cửa nhà của chúng ta, rồi lúc đó chúng ta mới lôi cái phone ra mà làm livestream. Nó đã quá trễ. Nhưng mà không trễ đến nỗi mà đến một ngày nào đó các bạn không làm gì hết, đến khi mà mình bị mất vĩnh viễn luôn đất nước Việt Nam. Cho nên rất mong rất là nhiều người cùng nhau lên tiếng hành động để mà cứu nguy đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta. Bên kia phải soi màn hình. Đúng rồi, chị Sao Quỳnh nhắc là đúng rồi đó. Tại vì cái này mái ngang đó, cho nên bên kia phải có cái xoay màn hình tự động. Có nghĩa là khi mình cầm cái màn hình ngang đó thì cái phone mình nó cũng xoay ngang lại hết. Mình cầm đứng thì tất cả đều đứng nữa. Nếu không là không có lên được. Dạ thôi không có sao. Ngọc Lục cũng đã chia sẻ gần 30 phút rồi. Anh chị em gần 30 phút rồi. Xin phép cho Ngọc Lục chào tạm biệt 40 chào tạm biệt 40 người còn đang theo dõi trên cái diễn đàn hiện tại ngày lúc 3 giờ trưa ngày hôm nay. Mến chào tất cả các bạn. Mong rằng các bạn có một ngày đẹp trời, vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn dựng bước trên con đường đấu tranh của mình. Kim Thành lại ok nữa hả? Dạ ok, Kim Thành ok nữa, mình thử nha. Bring him on. Được rồi nè, có chữ bring on rồi nè. Vẫn còn đang kết nối với Cộng sản bây giờ, chỉ có thành hành động. Mọi người cứ im lặng sẽ làm nô lệ. Hay là vậy đi, bây giờ mời đại ca Vi Tiểu Bảo chút xíu đi. Anh Vi Tiểu Bảo có sẵn sàng không? Vẫn không có kết nối được. Kim Thành ơi. Chắc thằng Thái rồi đó. Hello. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào. Chắc cái quả. Bây giờ biết, không biết Ngọc Lục livestream. Có livestream nhiều lần rồi chị anh Thư ơi. Xin chị chào tất cả mọi người. Dạ chào chú. Chắc chắn là mấy người những người ở trên diễn đàn đây là những người yêu nước. Dạ. tôi cũng mới vô tôi thấy đây thì tôi cũng không biết là cái chủ đề gì, nhưng mà tôi nghĩ là chắc nói xung quanh về vấn đề chính trị xã hội. Chủ đề là chúng ta đừng đợi đến
mất đất mất nước rồi mới lên tiếng đó chú. À, thôi thế này, cái đó là cái vụ việc, nhưng mà tôi thấy anh em mà kêu ca mấy năm nay á rất là nhiều, Dạ. thì đúng đúng rồi đó, nhưng mà nó phải không có hiệu quả. Chúng Dạ. ta phải nói cái gốc của đã, phải nói cái gốc cái gì đó, nó phải có cái gốc, cái cây cũng vậy thôi, nó phải có cái gốc, nó mới lên bông lên lá. Còn cái thời tiết ở xung quanh cũng giống Việt Nam, thời tiết bữa nay là được Mỹ và các nước ủng hộ, đó là cái chủ thể mà Liên Hợp Quốc là công nhận, phải Dạ. nói rõ như vậy. Thì cái gốc ở đây á là cái gốc á, tại sao là Đảng Cộng sản vẫn còn á, là lãnh đạo, mà các nước cái bên châu Âu á, họ phát triển họ bỏ, phải nói cái chỗ đó, tại sao họ bỏ, họ được cái gì, cái chính quyền họ được cái gì, cái người và người dân được cái gì. Tôi nói sơ sơ bây giờ Việt Nam á phải 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 có đa đảng, phải tam quyền phân lập, bởi vì chúng ta phải giải thích là đa đảng là như thế nào, tại sao phải cần đa đảng, đa đảng nó có ý nghĩa như thế nào, nó có xấu không, nó có thế này thế kia không, phải giải thích họ mới nghe, họ mới hiểu. Bởi dân dân lao động là dân dân làm ngày hai tan ba tan, bữa làm bữa không, rồi đám cưới đám hỏi con nhỏ nhỏ lung tung ấy. Thì họ nghe đa đảng họ ngại, họ nghe Dạ. đa đảng họ sợ chính trị, mà họ chẳng hiểu chính trị là gì cả, họ nghe chính trị là họ sợ họ ngại đó. Bởi vì họ không hiểu biết, hiểu biết là sức mạnh, mà khi hiểu biết được rồi đó, đối đáp được thì nó vượt qua sự sợ. Cho nên là những người mà họ đứng đó, họ hiên ngang đó, như thằng em mà bữa hôm qua mà nó đứng ra nó biểu tình một mình đó, bởi vì họ rất là khó khăn, nhưng mà do họ thấy cái tình hình của xã hội, họ thấy anh em lên diễn đàn nói rất là bức xúc, họ bực mình, họ phải lên tiếng. Mà khi họ lên tiếng là hiểu, họ biết rồi, họ có cách đối đáp, cho thành thử họ là vượt qua sự sợ vậy thôi. Thế Dạ bây giờ đúng. hỏi các bạn này nghe là tại sao là ông Trọng á với ông Phúc á, ông này nói là cái chỗ mà kinh tế nhà nước là chủ đạo, mà sao là kinh tế chủ đạo gì mà bây giờ các ông nhà nước ông nắm là 51%, ông bán cổ phần 49%, thấy không, mà ông quản lý nhà nước theo cái kiểu mà tập trung, mà tức là ai mà có tiến sĩ bằng giáo sư đó, người đó ông đưa vào lãnh đạo, lãnh đạo gì mà tất cả các công ty của nhà nước đều là phá sản ấy và thua lỗ, mà những quan chức ở trong đó lại tham nhũng rất là nhiều. Bây giờ hỏi các bạn bây giờ cái ngân sách của nhà nước đấy, thì khi mà nó dôi dư thì ông sẽ rót vào á, để mở rộng là khu gang thép Thái Nguyên, mà mua mua máy của Trung Quốc, bây giờ đống xác nó bán nó, cái này ai là chịu trách nhiệm, hỏi tại sao đảng, hỏi đảng làm thứ gì cho nhân dân. Bây giờ đảng á là người đi cử, người đi thu thuế, lập một chính quyền để phục vụ theo cái ý của đảng, cử người đi thu thuế, là người dân họ lao động, họ phải nộp thuế. Doanh nghiệp ấy thì làm ăn mà thua lỗ là than phiền thuế má, thì hỏi bây giờ đảng làm chủ hay dân làm chủ, hỏi ông Trọng thôi nghe. Nói các bạn bây giờ ông Trọng không có dân chủ kìa, bây giờ ông giữ mấy cái đoạn ông ăn thứ trong đó, hôm nay ông ăn 1 tháng 20 triệu này, thì đương nhiên ông tham nhũng ở đây là ông tham nhũng gián tiếp, không phải là trực tiếp, ông tham nhũng gián tiếp. Còn những người tham nhũng trực tiếp là những người họ quản lý trực tiếp, ví dụ bộ trưởng bộ giao thông này, ví dụ vậy. Mà tại sao là cứ thầy Trung Quốc nó vô làm đó, các bạn coi bây giờ tại sao cái đường cắt lên Hà Nội đó lỗ mày vẫn rước Trung Quốc vô làm, mà tôi thấy hình ảnh công công mà cũng đường cao tốc ở trên 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 cao ở Sài Gòn ở Nhật Bản làm nó thẳng tưng thôi, mà tại sao mấy ông vẫn bù vô, mấy ông bù vô á là mấy ông theo Trung Quốc, thấy không, để kinh tế hai bên cùng có lợi. Nhưng mà cái lợi đó là bao nhiêu thì cái đó là nó một tách riêng ra, nhưng mà cái ông được tham nhũng, bây giờ Nhật Bản nó qua nó không có tham nhũng, bởi vì quá trên thế giới văn minh thế giới nó không có tham nhũng đó, là do vậy mà ra rồi. Thứ hai nữa này là ông thằng Trung Quốc nó giữ ông á được,
Chính vì vậy thằng Trung Quốc nó giữ ông á, cho nên năm 89-90 Nga sụp đổ, Đức sụp đổ mà thằng Việt Nam vẫn còn. Giờ họ mấy ông bu vô miết theo một cái thể chế như thế này á, thì hỏi là cái dân được cái gì, được gì đâu, không được gì hết. Giờ tháng 200 đô phát triển cái gì, ba cái đường cao tốc đây là mấy ông là thu đầu tư một á, đáng lẽ là ông thu 3 năm, ví dụ là hoàn vốn là xong, lãi lỗ là có trong đấy. Rồi ông chơi với nhau, ông tham gia với vào trong đó, ông chơi tới 8 năm thì dân cứ đóng thuế mãi, đóng thuế mãi. Còn nhà thì bây giờ các cái nhà doanh nghiệp nó họ làm họ bán kiếm lãi cho phải của nhà nước, làm mà bán cho dân à, cái lãi cái công nó vừa đủ thôi này, họ lãi gấp đôi gấp ba lần đấy chứ, tại sao đất cát là của dân đó, họ quản lý phải không, thì nhà nước họ quản lý trực tiếp, nhà nước chỉ quản lý là gián tiếp thôi đó, để chi để là biết chỗ này chỗ kia và buộc người dân đóng thuế. Bây giờ ông tới ông bồi thường có phí thì là chúng ông bán lại cái bộ vương qua đây thứ gì là ca sĩ là 12 triệu, như vậy có vẻ cướp tráng cho họ. Bây giờ hỏi mấy ông là chủ nghĩa xã hội là gì mà tại sao bây giờ là cho chính quyền tới là thu đất để làm dự án, bây giờ dự án của nhà nước cũng phải trả tiền sàn phẳng cho họ, bây giờ đã kinh tế thị trường mà phải không hả, thì anh phải trả cho họ, họ nói cái đó họ làm cái việc khác, cái điều đương nhiên thôi, cũng giống thằng Mỹ thằng Trung Quốc thôi, anh nhập với tôi 500 tỷ đô la, tôi nhập có trăm mấy ông trời ông sàng phản là đương nhiên thôi, phải sàng phản và đương nhiên thì nó mới tồn tại vậy. Cho nên tôi nó muốn nói ý thế này ấy. Cái kêu gọi ấy, nhân dân ấy, đứng dậy ấy, để mà có một hành động, mục đích ấy, hành động là chi, là để cho biểu lộ cái ý của mình đối với chính phủ và biểu lộ với quốc tế họ can thiệp, kể cả về chính trị và vấn đề cái ngoại giao, ví dụ như cái lãnh thổ vậy nè. Như nói các bạn bây giờ cái bãi tư chính mà không có thằng Mỹ nhảy vào là thằng Trung Quốc có lấy luôn đường hầm, cái làm cái trò mèo vậy, vậy mà nó lấy lần là lấy lần miết. Tại sao vậy, do ông bu vô thằng Trung Quốc, bây giờ ông cho đa đảng á, thì ông sợ không ai bầu ông á, khổ vậy. Bây giờ ông giữ lại là để ông có quyền ông phải có tiền. Bây giờ hỏi các bạn là dân chủ ở Việt Nam là có dân chủ hay không, dân chủ Việt Nam là dân chủ như thế nào và dân chủ thật sự là dân chủ như thế nào, chỉ có dân chủ thật sự thì nó mới tồn tại thôi. Hồ Chí Minh hồi trước khi ông nói là độc lập tự do hạnh phúc mà ông bản tuyên ngôn độc lập đó, mà tại sao bây giờ cái ông làm như vậy, mấy ông làm như vậy làm nó thẳng là mấy ông làm sai Hồ Chí Minh rồi, nó thực như vậy. Nên bây giờ hỏi tại sao lại càng ra đảng. À, hồi nãy tôi nói với chỗ đại đảng tôi quay mất, nói tràn qua cái chỗ khác, nên chúng ta phải nói là bây giờ tại Việt Nam á, phải cần đại đảng là cần thiết cho dân tộc Việt Nam phát triển và tồn tại, có đại đảng thì dân chủ thật sự tự nó xuất hiện, bởi vì đại đảng á, thì đương nhiên họ hợp thức với nhau thành pháp chung và đồng thời họ cạnh tranh với nhau giữa cái quyền dân chủ của đảng này và quyền dân chủ của đảng kia, thì đương nhiên là người dân đi theo thì họ sẽ làm chủ ở trong đó, rồi từ đó tham nhũng hết đi thôi, nói rõ như vậy thôi. Bây giờ một đảng thì anh bây giờ anh cứ anh sai anh cũng kiểu đúng đúng kiểu sai anh sửa lung tung, bây giờ cái đảng cộng sản này nó không có đúng gì hết nha. Nó các bạn bây giờ trước kia là ông kêu gọi ông cho rằng là bây giờ là xã hội chủ nghĩa cộng sản, tức là vô sản đó, tức là hồi, nó xuất phát từ cái hồi thuộc địa, thế giới phân chia thuộc địa, cái người làm ruộng ấy thì không có ruộng, thì làm công đói khổ, người công nhân ấy thì không có tài sản gì cả, chỉ làm công thôi đói khổ, ông mới đưa vào, ông theo chủ nghĩa của ông á là chủ nghĩa xã hội là sao, tức là người người công nhân ấy là hưởng thụ qua công điểm, mà xã viên ấy, phải có đất phải có ruộng, cho nên đất ruộng ông mới tịch thu hết đó, rồi ông bắt họ làm hợp cái xã đó. Công nhân ấy, bây giờ là làm qua theo theo ngày công công điểm thì công nhân làm ấy, thì hướng ông làm thì không chấm công chứ không có được không có tư sản nữa, rồi ông nắm cái quyền đó, ông nắm rồi ông này quyền này ông kia quyền kia làm thét, bây giờ làm qua là nó bị thất thoát này đó, rồi nó yếu kém này, cho nên là ông đói ông khổ, rồi ông bỏ cái bao cấp đó, ông chuyển qua kinh tế thị trường đó. Bây giờ hỏi là kinh tế thị trường á, thì khi mà cái ruộng nó ông làm hợp với xã ông làm này, chủ nhiệm này
phó bí thư rồi bí thư lâm ấy, phải chia công điểm nhiều quá, ông làm cũng chấm công đó, cuối cùng là phá sản, không có lợi ích, đâm ra giờ ông bỏ rồi, ông mới chia cho họ làm. Giờ chia cho họ làm rồi ấy, thì đương nhiên là của họ rồi, chứ không của nhà nước nữa, không của nhà nước nữa, nhà nước không có cho nó nữa, nhà nước chỉ quản lý hành chính thôi. Hay tại sao ông lại lấy ông đi bao nhiêu ngày ông lấy ông làm cho nhà nước, ông trả họ bấy nhiêu, như vậy là cái công công lao của họ là bị mất đi, có phải là coi như là anh cướp không? À? Đó làm cái gì nữa ở bên tư bản, các bạn thấy có như vậy không? Nó ra để cho họ là biết. À, bây giờ thì có dân chủ, dân chủ thực sự là gì? Dân chủ thực sự là nó bao gồm tất cả những gì xảy ra tại cái xã hội đó, thì xã hội nào cũng vậy, nó đi kèm song song với nhau là chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và pháp lý. Bây giờ hỏi bây giờ là cái một thể chế nào cũng vậy thôi, cái pháp quyền thì nó phải tương đồng và nó nhỏ hơn cái quyền công dân. Thế bây giờ anh ngồi trên đầu họ đâu có chịu, bây giờ người ta đóng thuế mà anh là người anh hưởng tiền thuế đó, cái của anh bỏ tiền ra này, cho nên khi mình nói một cái gì đó, đó chính trị không có gì mà ghê gớm lắm. Bây giờ người dân họ nghèo chính trị họ sợ, chính trị là những gì xảy ra thể hiện bản chất của nó gọi là chính trị thôi. Ví dụ tôi làm hành động này mà ông kia ông nói xấu tôi kia ông đó là ông phản động tôi, vậy thôi cũng thưa nha. Cho nên cái từ ngữ phản động đấy nó có gì ghê gớm lắm. Thì bây giờ thực ra là muốn cho cái xã hội Việt Nam á nó có công bằng dân chủ là đương nhiên nó phải có công bằng, nó mang tính công bằng. Bây giờ công bằng thì phải nói rõ cái chỗ là bây giờ thể chế xã hội chủ nghĩa là như thế nào, tại sao là nó lại tham nhũng quá nhiều, mà người nói là tham nhũng từ khắp mọi nẻo đường, cả quân và cả dân tham nhũng hết, thì một đất nước như vậy là không bao giờ phát triển được, nó sẽ cái dẫn đến cái phe phái và cái lũng đoạn xã hội. Thứ Chú hai Kim Thành ơi, nữa, dạ chú Kim Thành ơi, chú cho cháu hỏi là chú có thường lên diễn đàn chia sẻ không, hay là tại lần đầu tiên cháu mới gặp chú? bữa nay là lần đầu tiên, cũng nói chung là chỉ biết cái diễn đàn là từ cái hồi mười tháng sáu năm ngoái đó. Dạ, hơn 1 năm, dạ. Mà coi coi tivi thôi. Coi TV thôi, coi TV YouTube á hả chú? Coi Rồi tivi cái em này mình mới thấy được sao mà dân dân đông dữ này, mình tìm hiểu thì mình mới thấy nó bây giờ là cái gì, cái cũng là người dân, là cái gốc cái đã, mà tại tại sao là dân cái đông dữ dữ thế này, mình tìm hiểu thì đúng là mình cũng quan tâm cái biểu tình đó, là biểu tình chính đó. dạ Mà tôi nói bây giờ cái hồi năm ngoái mà cho cái thằng Trung vậy Quốc 1995 á, ba thằng lãnh đạo nó dốt người cho 1995, bà Nguyễn Thị Kim Ngân mới nói vậy á. Bây giờ là đảng á, thì là à, bà ý bà nói là đảng á, là đồng ý miễn sao là không trái hiến pháp. Bây giờ chúng ta phải ra luật, tại sao chứ sao là không có luật, bà nói dùng dốt, tôi nói bây giờ cho thằng Trung Quốc thuê 1995 sau đuổi nó không đi, cái thằng Trung Quốc nó phải ăn trộm ăn cắp không đủ tin cậy, thế giới là chỉ có thằng Mỹ các nước tư bản là sàn phẳng thôi đàng hoàng, cái thằng Trung Quốc nó cho nó vô, không cho nó vô mà nó còn vậy nữa, nó cho hàng ngàn nhà máy chuyên nghiệp nó vô đây nó làm, mà mai mốt nó buồn buồn nó kêu công nhân làm tay nghề không có, nó đuổi hết nó đưa công nhân qua nó làm, bây giờ đuổi nó được nè, đuổi nó phạt hợp đồng nó ai, thằng Trung Quốc phạt gấp đôi để ở là bám cả cái lãnh thổ Việt Nam bồi thường không đủ nè, chơi thằng Trung Quốc thì chỉ có thua có chết rồi, chết rồi tầng tháng nó đúng á. Cho nên còn còn cái diễn đàn á thì thực ra là cháu nó mới cho cái máy này, Dạ đúng. tôi ở Quảng Ngãi, Vậy ở Quảng Ngãi này mới mời chú Kim Thành lần sau lên chia sẻ tiếp nha. Được không? à Dạ, cháu rất rồi. cảm ơn chú và bà bỏ thời giờ ngày hôm nay lên chia sẻ cho bà con biết. Quan trọng là chúng ta cần phải nói rõ về thể chế tự do dân chủ đúng không? Và cái nào, tại sao đa đảng tốt cho một cái đất nước hơn là độc đảng? Và cái những cái đề tài đó rất là nhiều diễn đàn chia sẻ, cháu cũng đã từng chia sẻ rồi, nhưng mà không sao, để có dịp thì cháu sẽ vắn tắt lặp lại. Cảm ơn chú đã đến diễn đàn ngày hôm nay nha, chào chú nha. Chú có Ông ơi, con để xin nói một phút nữa thôi. Khi mình dạ nói một cái gì đó thì mình phải nói là mình phải nói cho nó rõ, và mình phải diễn giải cái từ ngữ đó dạ so với thực tế hiện tại, và mình phải gỡ nó ra, mình cho ví dụ đó, chứ còn cứ nói không nói cho xong qua nó cái khác,
ào nó miết với họ nghe họ không hiểu, họ mới nghe họ không hiểu đâu, họ thì ngại nữa. Mình nói thật là bây giờ nói đúng là bây giờ mấy ông động viên cũng phải nghe thôi, không không bỏ đỏ bỏ đen ấy nhá, nói đúng bỏ đỏ cũng nghe thôi, còn bưng bô chẳng qua là bưng bô theo cái phong cách họ ăn được, họ làm được, họ nên nói là ngoài họ biết hết chứ mình không đâu. Thôi để thì xin phép đây, xin phép hồi lúc khác xin chào. Dạ. Rất cảm ơn sự đóng góp của chú ngày hôm nay. Dạ, xin chào chú. Chào chào xuống. Cảm ơn chú Kim Thành đã đến với diễn đàn ngày hôm nay. Ngọc Lục cũng xin mến chào tất cả các anh chị em. Thì đóng góp của chú Kim Thành cũng rất là hay. Lần đầu tiên chú lên diễn đàn cũng cũng rất là tình cờ, là chú vừa có cái điện thoại của con cho. Như vậy thì cũng có lý anh chị em ha, có nghĩa là mình đưa cho cha mẹ một cái điện thoại rồi hướng dẫn ông bà tự lên Facebook, thì ông bà có nhiều giờ thời gian rảnh rỗi đó, ông bà có thể lên chia sẻ. Đó là cũng là một cái cách tốt để mà lan tỏa những cái tiếng nói, những cái thông tin đến cho nhiều người biết hơn. Thì hẹn chú Kim Thành lần sau sẽ mời chú lên chia sẻ nhiều thêm nha chú. Ok, Ngọc Lục cũng bây giờ hả, 3:15 rồi anh chị em. Thôi Ngọc Lục xin phép chào tất cả các anh chị em còn lại, 26 dì anh chị em còn đang trên diễn đàn. Hẹn một ngày mình sẽ gặp lại sau nha. Và dạ, mến chào và xin tạm biệt anh chị em.